bé chó này ngủ ngon quá nhỉ. Còn chú rái cá vuốt bé này cứ lây hoay lấy tay che mắt hoài. Sao không vô hang ngủ đi con, bắt chước bạn chó phơi nắng làm chi, khổ thế. Đố các bạn biết tại sao rái cá thường sống trong hang để tránh tiếp xúc với ánh sáng? Vì rái cá sở hữu đôi mắt có thể nhìn xuyên thủng màn đêm trong nước, nên rất nhạy cảm với ánh sáng. Thích bạn chó quá nên không chịu vô hang ngủ à? Vậy thì giờ sao ta?